đi theo mình vào khu núi đá của Hoàng Sơn ấy. Anh em mình đang thi công lắp mặt ở trong này. Đẹp không các bạn, vì đã các bạn hãy cho mình một lần đăng ký kênh và một like nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé, để cho mình có động lực và mình sẽ làm nhiều video tiếp theo nhé. Chào các bạn.